Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Lạc Việt audio review dòng JBL KP6012 loại 1 China nhé. Loại này là full neo hết. Thì hôm nay sẽ mở ra cho anh em xem nội thất bên trong của cái dòng JBL KP6012 này nhé. Hãy mở đi. Dòng này thì rất là nhẹ nhá. Toàn bộ của nó là full neo. Bát neo, chép cũng neo. Đấy, nội thất bên trong đấy nha. Bây giờ mình sẽ mở bên trong xem coi là cụ chép của nó như thế nào và cụ bát của nó như thế nào nhá. Lật lật ngược đây. Đây, đầu tiên sẽ là cái phần tần của nó nhá. Phần tần của cái dòng KP6012 đây, bát. Mở luôn cụ chép. Dòng chép của nó là 2408H2 nhá. Ngửa cả bát cả chép lên. Ok. Chào anh em nhá.